cả nhà. Đây mời cả nhà ăn với Linh nha. Đó cả nhà. Đủ đủ rồi cả nhà. Đó. Con mở đá không dạ? Đó là đu đủ nè cả nhà. Nó xéo đi rớt cái ạch đủ nè nha. Coi chừng rớt nè, nó khéo nè, coi chừng nè. Con ăn chín hay vừa, nay có đổi ý gì không? Đây nè, dạ. Quá gì đâu mà, cái nhỏ này thiệt tục. Nè, đu đủ về hạnh nha cả nhà. Được không? Được vô đi. Thôi mày đúng nào đi. Đúng nào có chịu nó không phải vậy đâu. Đi. Hả? Tú Linh là hả mà Tú Linh mà có dẹp đi ngang là đều phải ăn như vậy nè cả nhà, mà hả bữa nay là ăn đặc biệt là ăn hai dĩa luôn nha. Ngon lắm đó. Quá trời luôn. Ngon. Ngon lắm luôn cả nhà. Cả nhà. Thấy không? Nước đá là đã. Đây một dĩa hả dĩa. Lấy cái ngon cái này cho mày ăn đây nè. Cắt cái đầu rồi đi. Ừ. Đây không biết không, nhiều người ta rất đéo ăn lắm là tại mình kêu người ta đi các con ha. Địa chỉ á nhà là nằm ngay ở chợ Phạm Thế Hiển nha. Là cả nhà tới là thấy liền à. Đó. Đó địa chỉ là ngay mặt tiền chợ Phạm Thế Hiển. Dạ. Ngay mặt tiền luôn. Đó, ngay mặt tiền chợ Phạm Thế Hiển nha nhà. Chợ Phạm Thế Hiển dễ ẹp kiếm gì. Dạ. Nhiều lắm á. À, một ngày gì bán nhiều lắm. Mà mình lại trễ là hết á. Lại lúc nào mình lại trễ là không còn. Không còn người của. Đi nhận không thấy thằng lau tay thằng sạch cho hai đứa. Đó, dù mình lại mình thích ăn đu đủ giòn cũng có, mà muốn ăn đu đủ mềm cũng có luôn. Đó. Dẻo nữa cũng có, dẻo. Dạ, dẻo luôn, có dẻo luôn đó nha. Có. Ăn giá nào cũng có hết trơn á. Dạ. Chỗ nào cũng có hết á. Mà có cái khô gì? Hả? Nước sạch đúng rồi. Mà đặc biệt là chỉ 10 ngàn dĩa thôi. Dạ. Nó có 10 ngàn một dĩa nha đó nha. Dạ, dạ. Đó nha. Có 10 ngàn một dĩa thôi đó nha. 10 ngàn. Yeah. Bữa trưa á mình ăn này là bao mát nha. Tốt lắm đó chứ. Dạ. Có con ở bên này là bên nào? Dạ. Bên gì con bên kênh gì? Dạ kênh con Tú Linh Vlog. Rồi ok. Dạ. Nóng không mở quạt đi mai. Dì Hạnh bán lâu chưa dì Hạnh? Trời đất quỷ thần ơi, 50 năm rồi đó. Trời ơi, dữ luôn quá nha, 50 năm rồi đó. Năm hơn năm chứ, hơn 50 năm rồi chứ. Dạ. Cuối năm 70. Đó, thằng cha này cái làm gì nãy giờ vậy? Rưỡi nè, con cầm dạng nè, 28 nè. Con lấy cái thằng lao tay con chưa rồi, thay thằng sạch. Rồi hỏi vậy giữ làm sao không anh? Qua gọi điện mất máy thoáng máy rồi. Rồi, có nữa rồi. Đó. Chưa, thấy dạ dạng cắt gọt không? Đã không? Đó. Mà em về Hạnh nó làm không có ngay, giờ không có làm nổi đâu nha. Nổi dạ. Đâu qua đó nha, nó mới vô nó ngủ đó. Dạ. Thôi làm bà nội ta làm không nổi đâu. Dạ, con 69 tuổi rồi. Dạ. Đó.
nhất, để đây Hạnh thêm mấy cây nhỏ ăn cho nó vui. Dạ dạ, con cảm ơn chị Hạnh. Rồi, chị Hạnh 69 tuổi rồi đó nha. Đất quỷ thần ơi. Bán ở đây là hơn 50 năm rồi đó. Dạ. Trời đất ơi. Dạ con. Dạ. Mà con về là thấy chứ con á. Dạ đâu. Dạ chị Hạnh nhiều con không chị Hạnh? Hai dạ con ơi. Dạ hai. Thời buổi này mình biết đâu. Mình hỏi tao nhiều con không? Tại cái tao rung á. Dạ. Ồ. Tao dám đẻ nhiều con. Dạ. Hai chị dạ, có hai đứa gái rồi. Dạ dạ. Hết cho gia đình hết rồi. Dạ vậy đỡ rồi. Ủa làm sao lại đỡ? Dạ tại vì con có chồng hết rồi là về Hạnh đâu còn lo như trước nữa đâu. Tao không 10 năm nay tao có lo kinh tế gia đình đâu. 10 năm rồi đó chứ phải mới đây đâu. Dạ. Tại cãi đó con. Dạ. Để la đó mà. Tao vậy là ngoan lắm rồi. Ta ta nhỏ rồi. Biết rồi. Tao ngoan mà. Bé nó ngoan mà. Nè. Lên 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 nè nè. Cha à, này cũng bảy cái đó nha. Dạ. Được không? Đó cái nhà đó không? Dạ. Cha này cũng quậy dân quậy nha. Dạ. Tập trung mày đó là tập trung mày quậy đó chứ không phải vừa đâu nha, cho rồi biết nha. Đó. Cái nhà thấy không? Chị Hạnh bán đó. Khách liên tục à. Mới mà khách này vừa đi là khách vừa tới à. À mấy con này coi như là quen biết ăn nhiều hết. Quay về gấp hết khách hàng đó. Mày ăn nãy giờ mà mày nói gì lắm mày, nó nghe mày vậy ha. Còn quá đau luôn. Quay về mốt là đông khách lại. Mày hai mày ăn gì nãy giờ đó rồi đó. Không ai bà về. Rồi vậy đó. Chính đây vừa ăn nè. Giờ cái đủ thì Hạnh. Thôi nó bỏ cái đó chị bỏ hả? Mày mày không có bắt mắn. Mấy chị nhà giàu ơi, vợ nằm chồng đưa. Chồng đưa. Đây ăn đi ăn đây. Chồng đưa. Thôi chừng đó. Con thấy bán này vui không? Vui nhưng mà. Quá vui. Đó, cái nhà thấy hoàn cảnh nè. Đó. Vợ nằm chồng đưa, vợ nằm chồng đưa. Đó là ngay chợ Phẩm Thế Hiển nha, đầu đường chạm vào chợ Phẩm Thế Hiển đó nha. Đó, chợ Phẩm Thế Hiển quận 8 nha. À, quay vô ta cắt nè. Dạ đó. Dạ bán gì nó mới vui á, tao nhờ bán này ăn, tao không bán là đang chết lâu rồi mà tin rồi. Dạ dạ thiệt luôn á. Dạ dạ đúng rồi, mình làm quen tay vui rồi. Tao nói nhiều người, nhiều người không biết tao đâu có tin. Dạ không nhờ bán này tao chết lâu rồi, năm qua á, năm qua chết hả. Dạ nó mình là mới lao động rồi mình chân tay rồi nó quen. Nói sao thì sao nè cái nhà đó. Nãy giờ ngồi với dì Hạnh là cũng cờ chính thì cũng ba dĩa rồi đó. Dì Hạnh đưa cái này là thành ba dĩa rồi đó. Ê, anh bước lên thì bước lên là đã biết rồi đấy hả? Đúng lên là đã hiểu rồi đó hả? À, ráng nuốt vô nha, ngon lắm nha. Bỏ nha. Bố mỏi. Hợp nó chết đi nè, ở đó. Đúng rồi, đúng là. Bốn mũi rồi đó, cái thay mà ấy đâu. Dạ, đó. Để tiền. Ở đây, tụi bay lại đây, tụi bay ăn 10 ngàn rồi, tụi bay no. Thôi gì Hạnh ơi, này bữa sáng mà nếu mà là không ăn sáng mà ăn cái này cũng no nữa. No, mà nó bổ nha. Dạ. No bổ nha. Dạ, dạ. Con mới vừa, nãy giờ mình cũng no quá trời luôn rồi. No, mà mấy đứa con có dạng mà no bổ. Dạ, dạ, đúng rồi. Mà no thấy kiểu mà no ấy đâu. Dạ. Mà mình ăn trái cây là đó. Tốt. Phải đu đủ nữa. Bao nhiêu tiền vậy trời? Ăn cái nó vui cuộc đời. Dạ. Ăn trái cây là tốt nha cả nhà. Nhiều chứ. Mình giờ quen hơn. Dạ. Của con nhiêu rồi vậy hả? 2 dĩa. Dạ. Còn cái dĩa sao? Thôi không tính. Trời. Còn cám nhà. Đây để con. Dĩa sao là chị Hạnh đãi cho mẹ. Ừ, bỏ đi. Dạ. Ở cái nhà ba nè biếu mày nửa trái này nha. Trời ơi, được rồi dì Hạnh ơi, để bán đi thôi để thôi để bán đi để bán dạ 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 đủ là cái nhiều quá. Dạ nhưng mà một cái là mình buôn bán mà thôi dạ. Nhỏ dạ dạ thôi về cả nhà thấy không dạ, dạ anh vui vẻ lắm đủ rồi nhầm dạ cả nhà mình á nữa dạ cả nhà mình nữa mình cứ đi ngang ghé ủng hộ dì Hạnh nha người quá.
Chị Hạnh vui vẻ lắm, buôn bán vui vẻ lắm đó nhờ. Quá trời rồi đó. Cái này có cần cắt ra không hay để nguyên vậy vậy? Dạ thôi để gì đi con dạ 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 con cắt. Vậy sao bây giờ nghe tao cột hai cái bao. Dạ một bao được rồi. Dạ dạ dạ. Có cần hai bao á. Dạ dạ, con cảm ơn. Dạ chị Hạnh ơi. Con gửi nè. Dạ. Dạ chị Hạnh coi đủ chưa? Không ai thèm là nói chuyện là có con mệt quá. Dạ dạ. Tao sợ tội lắm. Dạ dạ. Mày bậy bạ đâu bụng lo. Dạ 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 đúng rồi nha. Đó này, ở nhà thấy không? Gọn liên tục. Mấy chục rồi đó. Nè, cho cái nhà coi nè, nguyên nữa. Đây đi, đó đi chưa? Đó, cái nhà thấy không? Dạ đây nữa nè, trời. Đó cái nhà. Đó thấy không? Đây là khi mà bán hết cái phần bên đây là sẽ qua tới đây nha. Đó một ngày gì Hạnh bán nhiều lắm. Dạ. Mình mua đem về cho nó chút xíu. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn chị Hạnh nha. Rồi, dạ. Dạ. Ăn cái này giòn lắm chú Thành. Chú Thành ăn cái giòn. Rồi. À, cầm nguyên miếng không? Chị Hạnh là biết khách nào quen là thích ăn mềm cứng dẻo gì luôn á. Đó. Dạ. Ở đây không biết hay chết rồi con. Dạ dạ. Đây thích chín này thích giòn giòn. Dạ. Đó con vậy được rồi. Dạ 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 vừa vừa. Dạ. Dạ. Ơi. À, cảm ơn cả nhà đã xem kênh của Tú Linh Vlog nha. Cả nhà ơi, yêu thương hãy đến ủng hộ quán của dì Hạnh nha. Dì Hạnh bán giá vừa rẻ mà ngon nữa nha cả nhà. Cũng cảm ơn các ông bà cô chú và chị đã xem kênh của Tú Linh Vlog nha. Chúc ông bà cô chú và anh chị luôn luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và hãy ủng hộ kênh của Tú Linh Vlog cũng như là ủng hộ cho quán của dì Hạnh nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Đó, múc luôn.